Không giống như số đông YouTuber khi đến với nghề này, họ đã có một cuộc sống ổn định, thậm chí họ xem YouTube là nơi để giải trí hoặc để kiếm thêm thu nhập. Hai kênh Lộc Phụ Hồ TV Phạm Văn Lộc và Sang Vlog Trần Văn Sang lại có cuộc sống nhiều khó khăn. Hai cái tên được xem là hot nhất nhì YouTube hiện nay, hai anh chàng xuất thân từ nghề thợ hồ, Sang Vlog và Lộc Phụ Hồ đều bất ngờ nổi đình đám thành hiện tượng mạng chỉ sau một vài clip. Tuy nhiên, trước khi được đông đảo cộng đồng mạng biết đến, cả hai anh chàng này đều có những điểm chung khó ngờ trong cuộc sống đời thường. Phạm Văn Lộc sinh năm 1994, công việc chính của anh là làm phụ hồ. Tuy nhiên, với tính cách hài hước, cách nói chuyện chân thật, anh bắt đầu khiến cộng đồng mạng chú ý sau một số status vui. Lộc Phụ Hồ không phải soái ca, cũng không có ngoại hình nổi bật, nhưng anh chàng lại rất tự tin khi kể về cuộc sống bình thường của mình. Tự nhận mình đẹp trai, thoải mái, tự hóa trang mình thành những hình tượng gây cười cho người khác. Chỉ với một status giới thiệu về bản thân, Lộc đã nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Đây được xem là con số vượt mặt nhiều nhân vật đình đám trong giới giải trí. Anh chàng cũng rất chăm chỉ đăng ảnh, dành nhiều thời gian đầu tư làm clip trên YouTube. Ngoài công việc chính vẫn là phụ hồ. Về Sang Vlog, nam YouTuber này cũng xuất phát từ một vùng quê nghèo, tập tành làm YouTube, song song với công việc thợ hồ. Được biết, trước đây Sang Vlog từng có thời gian làm việc ở thành phố, nhưng vì môi trường không phù hợp và muốn dành thời gian chăm sóc mẹ nên anh đã về quê. Cũng như Lộc Phụ Hồ, Sang Vlog tuy đã sở hữu kênh YouTube Nút Vàng, thu nhập ổn định nhưng vẫn đi phụ hồ mỗi ngày. Một điểm chung khác ở hai anh chàng này chính là cách thực hiện các video. Tất cả các clip trên kênh của hai YouTuber này đều được quay dựng rất thô sơ bằng điện thoại. Hai kênh này cũng không đầu tư quá nhiều về phần dựng, chất lượng hình ảnh. Các video phần lớn đều được quay và đăng tải không qua chỉnh sửa. Cả hai cũng chưa từng được tiếp xúc hay học qua cách quay dựng, góc máy. Tuy nhiên, chính sự giản dị, chân thật của hai YouTuber này lại là điều thu hút người xem. Đặc biệt khi mới nhìn qua, nhiều người sẽ cho rằng hai kênh này có nội dung khác nhau, nhưng thực chất cả hai kênh đều làm về nội dung ẩm thực. Nếu Sang Vlog chuyên làm về các video về những món ăn đậm chất miền quê thì Lộc Phụ Hồ lại làm clip về các món ăn quen thuộc được lồng ghép vào nội dung như mời các bạn đến chơi nhà, ăn mừng một thành tích mới hay một dịp kỷ niệm. Tuy nhiên, Lộc Phụ Hồ được xem là có nội dung phong phú hơn khi đang xen giữa các clip ẩm thực. YouTuber sinh năm 1995 vẫn thêm vào những video với nội dung hài hước, mới lạ. Như trong một số clip Sang Vlog có chia sẻ, bố mẹ đã chia tay từ lâu, hiện tại anh sống cùng mẹ ở quê trong căn nhà tạm bợ. Sang Vlog cũng có một người chị đã lập gia đình và làm công nhân ở thành phố. Vì vậy, gần như cuộc sống của nam YouTuber này không chỉ có công việc phụ hồ và chăm sóc mẹ. Trong nhiều clip giới thiệu nơi ở của mình, Sang Vlog khiến nhiều người xúc động vì tinh thần lạc quan, vượt qua khó khăn. Được biết, để có thể đăng tải một video lên YouTube, Sang Vlog phải đạp xe đến quán cà phê cách nhà đến gần 1 giờ đi xe đạp để kết nối Internet. Tuy nhiên, anh chàng vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để quay video, đăng tải đều đặn mỗi tuần trên kênh. Lộc Phụ Hồ cũng có xuất phát điểm khó khăn như Sang Vlog khi anh là lao động chính trong nhà, làm phụ hồ để nuôi em gái. Như Lộc chia sẻ, mẹ anh là vợ thứ hai của bố nhưng đã qua đời vì bệnh nặng. Cuộc sống của nam YouTuber và em gái cũng được anh chàng thoải mái công khai, cả hai sống trong căn nhà nhỏ đang xây dở dang và không có vật dụng gì giá trị. Cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn, đều có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Nhưng điều làm cho cộng đồng mạng có thiện cảm ở hai anh chàng này đó chính là sự mộc mạc, chân thật và không có nhiều thay đổi so với lúc chưa nổi tiếng. Trong những clip mới đăng tải, hai nam YouTuber này luôn còn khẳng định sẽ không vì làm YouTube mà bỏ nghề phụ hồ. Họ cũng không có ý định thay đổi hay làm mới bản thân khi cuộc sống đã ổn định hơn trước nhờ làm YouTuber. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút like và nút đăng ký để đón xem những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau.